Britney Spears được tự do sau gần 14 năm nô lệ, nghệ sĩ Việt đồng loạt chúc mừng. Sau 13 năm 9 tháng, Britney Spears được Tòa án Los Angeles, Mỹ, phán quyết chấm dứt quyền bảo hộ vào ngày 13 tháng 11. Nhiều nghệ sĩ Việt tôn vinh cô bằng một bộ ảnh. Sau gần 14 năm, quyền bảo hộ đối với Britney Spears đã chấm dứt, New York Times đưa tin hôm 13 tháng 11. Tờ báo nhấn mạnh phán quyết này tác động đến cả cuộc sống lẫn tài chính của nữ ca sĩ. Cô và người hâm mộ đều rất vui mừng. Nhưng bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng cho là bất thường khi Britney không bị yêu cầu đánh giá. Thẩm phán Brenda Penny của Tòa án Los Angeles đưa ra phán quyết, tòa phát hiện và xác định quyền bảo hộ con người và tài sản của Britney Jean Spears không còn cần thiết. Phán quyết có hiệu lực từ ngày hôm nay, với những lưu ý mà tôi đã đề cập, quyền bảo hộ đối với con người và tài sản của Britney Jean Spears chấm dứt. Cách đây gần 14 năm, quyền bảo hộ đối với Britney Spears bắt đầu ngay trong chính tòa nhà này. Nữ ca sĩ gọi chế độ bảo hộ là cơn ác mộng, tàn nhẫn và ngược đãi khi cô không được tự do quyết định rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Cô không được tiêu tiền do mình làm ra, bị cấm sinh con hay kết hôn, bị ép điều trị tâm lý, phải làm việc quần quật theo ý muốn của người khác. Nuôi một bộ máy cồng kềnh giám sát mình, không được tự do sáng tạo âm nhạc. Giới luật sư nhận định dưới quyền bảo hộ, Britney Spears còn có ít quyền lợi hơn so với một kẻ sát nhân đã nhận tội. Theo Rolling Stone nhận định, tòa đi đến phán quyết này sau 5 tháng kể từ ngày Britney Spears tự mình lên tiếng trong một phiên điều trần. Công khai phản đối quyền bảo hộ và thuê luật sư riêng là cựu công tố viên liên bang Matthew Rosengart. Luật sư Matthew Rosengart đóng vai trò quan trọng trong quá trình đấu tranh của nữ ca sĩ từ đó đến nay. Ông đã đưa cô vượt qua nhiều mốc quan trọng như khiến người cha Jamie Spears rút khỏi quyền bảo hộ, đâm đơn đề nghị điều tra nhiều nhân vật liên quan quyền bảo hộ. Luật sư Rosengart phát biểu sau phiên tòa, đây là một ngày phi thường với Britney Spears. Tôi rất tự hào về cô ấy. Tôi cảm ơn cô ấy vì lòng dũng cảm, sự đỉnh đạt và quyền lực. Ông nhấn mạnh chiến thắng này của Britney Spears không chỉ có ý nghĩa với bản thân cô, mà là bước ngoặt khiến chế độ quyền bảo hộ đối với người già, người tàn tật, người yếu thế cần được làm sáng tỏ trên khắp nước Mỹ. Từ California đến New York, phản ứng đầu tiên của Britney Spears sau phán quyết là cảm ơn người hâm mộ của cô. Cô viết trên Instagram, tôi yêu người hâm mộ của mình rất nhiều. Mọi thứ thật điên rồ. Chắc tôi sẽ khóc trong cả ngày hôm nay. Ngày tuyệt vời nhất. Trong nhiều năm qua, cộng đồng hâm mộ Britney Spears luôn tin rằng cô bị cầm tù dưới quyền bảo hộ. Họ lập phong trào Pemberton, trả tự do cho Britney, để kêu gọi trên mạng xã hội, tuần hành trong đời thực. Đến nay, phong trào thành công và được đổi hashtag thành Pemberton, Britney đã được tự do. Là nghệ sĩ pop nổi tiếng hàng đầu từ cách đây 20 năm, Britney Spears có lượng người hâm mộ đông đảo khắp thế giới. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam yêu mến cô. Sáng ngày 13 tháng 11, sau khi Britney được trả tự do, stylist Kelvin lay tung bộ ảnh Đông Nhi, Châu Bùi, Tóc Tiên, Bảo Anh, Emily, Emma hóa thân thành các phiên bản của Britney Spears trong các MV biểu tượng. Người kiểm soát cuộc sống của Britney Spears suốt 13 năm bị tòa truất quyền bảo hộ. Mừng cho Britney Spears tự do, tự chủ tự quyết. Britney Spears vui mừng khi phiên tòa hôm 29 tháng 9 đưa ra phán quyết quan trọng, đình chỉ vai trò bảo hộ tài sản của người cha Jamie Spears, người kiểm soát cuộc sống của cô trong 13 năm qua.